làm cái cổng trước nhà thành cái vàng, gặp cái cổng vô nhà dễ thương quá cả nhà ha. Ôi nó rủ xuống, tiếc là nó không kèm được cái video clip thì nó không có kèm được mùi thơm á, chứ tử đàn nó thơm rất là ngất trời luôn cả nhà, nó thơm mùi thơm rất là quyến rũ luôn á, mê xê ly luôn, trời ơi nó thơm, trời ơi nó lan tới đây luôn, hàng rào này cả nhà, thơm lừng luôn á, nó xá đã, nó y chang như cái hoa lục bình á, lục bình ở bên đây nè, thơm lắm. Hoa hồng đã bắt đầu rồi, nhà mình cũng thấy hoa hồng nở rồi. Trời ơi, nó leo quá, cưng quá cả nhà. Đây thì theo rất là nhiều lời yêu cầu, mình thấy mọi người rất là thích hoa tử đằn màu tím thủy chung này, cho nên là mình đã cố gắng lựa cái ngày đẹp trời để đi quay cho mọi người video dài. Nhưng mà rất tiếc là sau cơn mưa hôm qua đó thì nó cũng hơi tàn nha cả nhà. Đây, nó không còn được tươi như là hôm trước nữa, nhưng mà vẫn còn xinh. Bây giờ Nguyên sẽ quay cận cảnh từ từ cho cả nhà xem. Có những cái yêu cầu thì Nguyên chưa có làm được, nhưng mà có những cái yêu cầu ví dụ như là quay hoa như thế này á thì Nguyên sẽ cố gắng. Tại vì Nguyên cũng là người rất là thích yêu hoa, Nguyên là người rất thích hoa đó. Chỗ này hoa đẹp, có thời gian có điều kiện là mình chộp liền. Đây, hôm nay trời nắng đẹp nhưng mà chỗ đây nó hơi tàn xíu, mọi người thông cảm nha, tại vì cơn mưa đó, hôm qua là mưa nặng quá, mưa cả ngày với lại lạnh nữa, nhưng mà vẫn rất là thơm nha cả nhà. Nguyên có thể diễn tả một phần cái mùi thơm thực tế của nó để cả nhà cùng cảm nhận, thơm lắm luôn. Trời, chỗ này đẹp quá luôn á. Hôm trước Nguyên có quay cái video short video đó, chỗ này nè, nhưng mà lúc đó Nguyên chưa kịp quay lại video dài thì mưa nó ập tới. Thơm lắm luôn. Nãy mình có đi nghe bên kia cái hoa oải hương này cả nhà, cũng rất là thơm, nhưng mà cái mùi oải hương thì nó khác cái mùi hoa này, hoa tử đằn này thơm rất là quyến rũ luôn á. Đó, nó rủ xuống nữa, trời ơi nhìn chỗ này diễn tả sao cho nó không được cả nhà, kiểu như là đẹp như một cô gái Huế đó, dịu dàng, thức tha, quyến rũ, màu tím thủy chung nữa chứ. Đó, cả nhà ơi, ở trên đây nè. Và cái hoa này mình thấy đó, nó lan rất là nhanh nha cả nhà. Cái bờ rào này năm ngoái là chỉ có một cành nhỏ thôi, năm nay thì nó đã lan rất là nhiều luôn. Cái con mắt này ở Thổ Nhĩ Kỳ á, rất là phổ biến và rất là quen thuộc nha cả nhà. Con mắt thần đó, nó sẽ giữ nhà cho mình. Ngăn chặn quỷ ma ám. Mình hiểu sơ sơ như vậy đó. Cho nên là trong những cái đồ vật dụng ở thổ, ví dụ như là những cái ly, cái tách hay là những cái đồ dùng khác á, thì người ta cũng có thể lấy cái hình ảnh này để người ta trang trí. Đây, trời, cái khúc này nó cũng đẹp rực rỡ luôn nè. Mỗi lần một cơn gió thoảng qua thì nó sẽ rụng một ít đó cả nhà. Ví như là rủ 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 giống như là cài trăm mà trong phim Tiểu Yến Tử vậy đó, hai bên nó rủ xuống. Cưng chưa? Nguyên một cái bờ rào dài luôn á cả nhà. Bây giờ là hơn 6 giờ tối, nhưng mà ánh nắng mặt trời rất là đẹp. Đó,
mỗi lần mà mình post hình hoa tử đằng hoặc là những cái video ngắn ngắn về hoa tử đằng thì mọi người rất là thích. Cho nên là mình sẽ đáp ứng nhu cầu, mình quay video dài cho mọi người luôn. Ngắm hoa tù nguyên. Mùa này đi thể dục á, thích lắm cả nhà. Hoa ngập trời luôn á. Ai mà yêu hoa thì là có động lực đi tập thể dục dữ lắm luôn á. Cả nhà, nó lan rất là nhanh luôn á. Nó cứ theo kiểu vậy nè, cái nó lan ra. Trồng một gốc là nó lan rất là nhanh. Đó. Thơm quá luôn. Trời ơi, cái gốc này cũng thật là quyến rũ. Nhìn kỹ mới thấy lá cả nhà ơi, còn lại hoa không ạ? Đó, cái lá của nó đó. Còn lại là hoa. Cây này là, cái gốc này là gốc mới trồng thôi. Nó còn thưa thưa, nhưng mà nó lan rất nhanh lắm, cái đọt đó. Nó lan như vậy xong rồi cái mình kéo nó xuống, nó lan nó kín bờ rào luôn. Này nữa. Ui, cái hàng rào này cũng tuyệt vời luôn cả nhà. Nó tản ra hai bên luôn á. Ở bên trong cũng có và bên ngoài cũng có luôn nè. Trời ơi, thơm ngất trời luôn. Và không những chỉ có loại tử đằng thôi mà còn cái loại hoa này nó xen kẽ nữa nè. Mình cũng không biết tên, cái hoa màu hồng mình cũng không biết tên. Nhưng mà nó không có mùi thơm bằng tử đằng. Tử đằng là thơm rất là quyến rũ và rất là mạnh. Và mình vừa tới một cái hàng rào tử đằng, nó còn mới ấy cả nhà. Kiểu như là nó mới nở cho nên là nó không có bị rơi rụng nhiều lắm. Trời ơi, nguyên một cái hàng rào luôn á. Thơm quá. Đây. Cái hàng rào này thì mai mốt tháng 5 hoa hồng rất là nhiều cả nhà. Cho nên là hoa tử đằng là giống như là nó nở mùa này á. Bây giờ thì nhìn nó hơi lưa thưa vậy đó. Nhưng mà tháng 5 thì sẽ rất là đẹp. Đây. Đó, em ấy rủ xuống vậy đó. Đẹp quá. Còn xuống tới đây nữa cả nhà. Ở trên là cây cọ. Trời ơi, mới chừng luôn. Đó cả nhà, hôm nay Nguyên quay cho cả nhà chia sẻ một chút về không khí mùa xuân ở Thổ Nhĩ Kỳ, là loài hoa tử đằng mà mọi người rất là yêu thích và nhận được rất là nhiều lời yêu cầu chia sẻ nhiều hơn về em nó. Tuy là không có được xum xuê quyến rũ như là ở Nhật Bản, nhưng mà ở Thổ thì mọi người rất là thích cái hoa này cả nhà. Mọi người trồng để làm hàng rào nè, trồng để làm cổng bờ rào nè, hoặc là trang trí quanh cái tường nhà đó, nhìn rất là xinh. Video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới nha. Mọi người yên tâm là kỳ tới là rất là nhiều hoa đẹp đang chờ phía trước nữa. Và đặc biệt là hoa hồng. Hoa hồng đã nở những cái nụ đầu tiên rồi. Đây, nụ hồng đầu tiên đã nở rồi.